mấy chị cơ địa khó giảm uống rất nhiều sản phẩm giảm cân rồi vẫn chưa thấy giảm. Nguyên nhân tại sao thì ngày hôm nay chúng ta cùng đến với cái dòng sản phẩm Bitchy khóa cân. Dòng sản phẩm Bitchy khóa cân này thì đây là dòng sản phẩm mà rất là mới trên thị trường, cái tên gọi là Bitchy. Dòng sản phẩm này là thủy phân từ nấm men và dòng sản phẩm này có chứa những thành phần như là collagen, Bitchy, trà xanh và cà phê xanh. Khi mấy chị sử dụng cái dòng sản phẩm Bitchy này, nó sẽ có những cái vị như sau, là vị đắng của vị cà phê xanh nha mọi người, còn vị chát là của lá trà xanh. Và đặc biệt hơn nữa, tại sao dòng sản phẩm này nó sẽ có hai sản phẩm như thế này, gồm có một cái hộp giảm mỡ và một hộp khóa cân. Ở đây nếu những chị em nào mà thực sự đã sử dụng rất nhiều dạng giảm cân rồi mà chưa thấy giảm, cũng như là chưa theo cái ý muốn của mình muốn giảm mạnh hơn, mà những cái dòng sản phẩm hiện tại mình đang sử dụng á nó giảm rất là chậm, cũng như là trong quá trình sử dụng mình cảm thấy là nó hay bị kiểu như là giảm xong rồi lên lại, bởi vì dòng sản phẩm khóa cân này nó sẽ có luôn là cái hộp khóa cân này để cho mấy chị là nó sẽ là giảm mỡ tới đâu nó sẽ khóa lại cân nặng chỗ đó và nó bắt đầu nó tiếp tục là nó giảm xuống nữa nha. Và dòng sản phẩm này không gây tác dụng phụ gì cho cơ thể hết. Dòng sản phẩm này á em xin nhắc lại một lần nữa, chỉ dành cho những chị em nào mà hồi giờ đã sử dụng rất nhiều dòng sản phẩm giảm cân nhưng mà chưa thấy giảm. Hiện tại cái em này là bán cực chạy luôn, bởi vì dòng sản phẩm này giảm cực mạnh luôn. Thông báo cho những chị em nào béo bụng nè, béo phì thừa cân gì đó mà hồi giờ mình chưa chọn được sản phẩm ưng ý, dùng cái khóa cân này cho em, đảm bảo chỉ sau một liệu trình mấy chị có thể giảm từ 3 đến 8 kg, khẳng định cam kết 100% luôn. Và dòng sản phẩm này có hai hộp và cách sử dụng như sau. Cái em này á, cái em này là giảm mỡ. Nếu những chị em nào muốn giảm mỡ thông thường, trong vòng 1 tháng mình có thể là giảm từ 3 đến 5 kg, thì chúng ta có thể là dùng cái em này một viên buổi sáng và kèm theo đó là một viên buổi sáng nữa. Đây là cái giảm cái khóa cân, còn này là cái giảm cân. Mình sẽ lấy một viên trong này và một viên này, là hai viên tổng cộng là một viên giảm và một viên khóa, là mình uống vào trong cơ thể. Chị nào bị đau dạ dày thì mấy chị ăn cơm xong hoặc là ăn sáng xong 30 phút sau đó chúng ta mới uống thuốc. Còn những chị em nào cái dạ dày mình bình thường hoặc là mình không có những cái hiện tượng đau bụng, đau dạ dày á, thì mấy chị có thể uống vào buổi sáng nha. Nhưng mà đối với những chị em nào mà đau dạ dày thì uống sau bữa ăn giùm em. Còn những chị em nào mà trong cái quá trình sử dụng á mình cảm thấy nó giảm rồi nhưng mà nó kiểu như là nó giảm chưa theo nhu cầu mình muốn, tuần sau mình phải giảm bao nhiêu ký đó, mà mình cứ mình đừng có kiểu như là mình nhìn ăn hay là gì đó, nó rất là ảnh hưởng tới sức khỏe nha mọi người. Mình ăn uống bình thường, nhưng mà cái dòng sản phẩm giảm cân này nè dành cho những chị em nào mà cân nặng mà khó giảm xuống mà muốn giảm nhanh á, thì mỗi ngày mấy chị sẽ lấy hai viên giảm mỡ này kèm theo đó là hai viên khóa cân này, tổng cộng là 4 viên cho em nha. Tổng cộng là 4 viên, mỗi loại 2 viên, chúng ta sẽ uống vào buổi sáng hoặc là buổi trưa đó, hoặc là buổi trưa sau khi ăn cũng được đó. Mấy chị uống một ngày một lần cho em, một lần 4 viên một lần nha. Còn nếu mà những chị em nào mà ở cân nặng mà kiểu như là mình muốn giảm từ từ thì một ngày mỗi thứ 1 viên, còn chị nào mà muốn giảm mạnh thì mỗi thứ 2 viên cho em, uống trong vòng 5 đến 7 ngày, cảm giác cái cơ thể của mình nó nhẹ đi rất là nhiều đó, mỡ bụng mỡ đồ nó sẽ thải ra hết và nó giảm tới đâu nó khóa tới đó, nó sẽ không làm mấy chị tăng cân giảm cân tăng cân trở lại. Nên mấy chị có thể ăn uống bình thường. Và lưu ý khi sử dụng cái dòng sản phẩm khóa mỡ giảm mỡ với chi cộng này á, là chúng ta phải uống nước thật là nhiều để đào thải đi lượng mỡ từ ở trong này, nó sẽ đào thải ra đường nước tiểu và đường phân. Nên mấy chị cứ yên tâm, cứ uống nước nhiều cho em. Đó là dòng sản phẩm này, khi mà mấy chị sử dụng á cam kết giảm cực mạnh luôn. Mà mấy chị ơi, thực sự là mấy chị đã sử dụng đúng cái dòng sản phẩm giảm cân mà mấy chị đã có vóc dáng đẹp chưa? Nếu chưa đẹp thì hãy tìm đến em và tìm đến cái dòng sản phẩm giảm cân Bitchy này để sử dụng, cảm nhận cái chất lượng. Chỉ trong vòng 1 tháng chúng ta sẽ có một vòng eo đẹp và vóc dáng đẹp. Thì đây là dòng sản phẩm rất là mới và được rất nhiều chị em săn đón trong thời gian vừa qua. Nếu những ai muốn mua hàng, đặt hàng chính hãng của giảm cân Bitchy cộng này, liên hệ cho em và em khẳng định đây là một dòng sản phẩm chính hãng có thể bảo hành và tem đầy đủ luôn. Nên khi mà mình mua dòng sản phẩm này uống vào trong cơ thể mình cũng cảm thấy rất là an toàn. Bởi vì sao? Thực phẩm chức năng là phải chính hãng, phải xuất xứ rõ ràng để mọi người uống vào đảm bảo về sức khỏe mình tốt hơn. Mọi người ơi, đừng có phí thời gian vào những dòng sản phẩm giảm cân giảm chưa theo ý muốn mình, hoặc là những dòng sản phẩm giảm cân mà nó chưa đem lại hiệu quả cho mình. Thì chúng ta hãy đến với dòng sản phẩm Bitchy này để cảm nhận được vòng eo của mình cũng như là cơ thể của mình muốn gì nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video ngày hôm nay, và hãy nhanh tay liên hệ cho em sớm nhất để được đặt hàng, và em nghĩ đây là dòng sản phẩm rất cần thiết cho tất cả những anh chị em nào muốn giảm cân mạnh nha. Bye bye.